Thi Nhung và Xuân Nam thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối và sau đây là một số bản tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Nhóm phiến quân Boko Haram đã bắt cóc hơn 1.000 trẻ em kể từ năm 2013 cho đến nay. Đánh bom khủng bố tại thành phố Azaz của Syria khiến 10 người bị thương vong. Hoa Kỳ sẽ biện trợ 16 triệu Mỹ Kim cho những người nhập cư Venezuela. Giá xăng đang trên đà gia tăng. Không có công ty nước ngoài nào muốn đầu tư dự án ngoài khơi của Việt Nam. Và ngay sau đây mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Xuân Nam. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin buổi tối là một bản tin cho biết giới lãnh đạo của Brazil và Chile tới Peru tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Tổng thống Brazil Michael Temer cùng với Tổng thống Chile Sebastián Piñera là những vị nguyên thủ cuối cùng đặt chân tới thủ đô Lima của Peru vào ngày thứ Sáu ngày 13 tháng 4 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Summit of America, thể theo lời mời của giới lãnh đạo Lima. Cuộc họp năm nay có nội dung xoay quanh tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế đang xảy ra tại Venezuela. Bên cạnh đó, thì chủ đề của hội nghị lần này cũng sẽ đề cập tới tình trạng đàn áp dân chủ và tham nhũng đang hoàn hành ở một số quốc gia. Sự kiện nêu trên diễn ra ngay sau thời điểm Brazil vừa mới bắt giữ nhiều giới chức tham nhũng trong chính phủ, trong đó bao gồm việc bỏ từ cựu tổng thống Lula. Cũng vì các cáo buộc tham nhũng nên cách đây khoảng vài tuần lễ, cựu tổng thống Kuczynski của Peru đã từ chức và nhường lại vị trí này cho chính trị gia Martin Vizcarra. Thưa quý vị, nhóm phiến quân Boko Haram đã bắt cóc hơn 1.000 trẻ em kể từ năm 2013 cho đến nay. Thế theo thống kê của Cơ quan Bảo vệ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, viết tắt là UNICEF, thì nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc hơn 1.000 trẻ em tại mạng Đông Bắc Nigeria kể từ năm 2013 cho đến nay. Giới chức trách cho biết đây là cách tổ chức mà khủng bố Boko Haram phô trương quyền lực. Trong bối cảnh nhóm này đang có tham vọng thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Nigeria, Báo cáo nêu trên đã được Liên Hiệp Quốc đưa ra ngay vào dịp kỷ niệm 4 năm, ngày 276 nữ sinh ở làng Chibok bị phe Boko Haram bắt cóc. Nằm trong số các nạn nhân là thiếu nữ 17 tuổi Khadija. Cô này kể rằng các nữ sinh đã bị nhóm phiến quân làm nhục, có người buộc phải sinh con. Cuộc chiến đẩy lùi phe Boko Haram nay đã bước sang năm thứ 10 và hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vào tháng 2 vừa qua, nhóm này cũng đã bắt cóc hơn 100 nữ sinh đến từ làng Đáp của Nigeria. Có một người đã bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình của người Palestine trên dãy Gaza. Ít nhất một người được cho là đã bị thiệt mạng và nhiều người khác đã bị trọng thương sau màn đụng độ giữa những người biểu tình gốc Palestine và quân đội của Israel trên dãy Gaza vào ngày thứ Sáu ngày 13 tháng 4. Đây là một phần trong khuôn khổ của phong trào tuần hành phản đối Israel do cộng đồng người Palestine sinh sống trên giải Gaza khởi xướng kể từ tháng 3 vừa qua cho đến nay. Chỉ riêng trong đầu tuần này thì đã có 17 người Palestine đã bị binh sĩ Israel bắn chết. Phía Israel từng cảnh báo sẽ tiếp tục sử dụng vũ lực để đối phó nếu như mà người Palestine tiếp tục xuống đường để biểu tình. Một nguồn tin y tế vào cùng ngày cho biết có đến 170 người đã bị thương sau màn nổ súng của quân đội tại Tel Aviv. Kể từ khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump chính thức thừa nhận vùng thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12 năm ngoái, thì căng thẳng đã dậy sóng trong khu vực Trung Đông nói trên. Đánh bom khủng bố tại thành phố Azaz của Syria khiến cho 10 người bị thương vong. Thưa quý vị, có ít nhất 10 người được cho là đã bị thương nghiêm trọng sau khi một quả bom cài trong xe hơi bất ngờ phát nổ tại thành phố Azaz thuộc mạng Bắc, tỉnh Aleppo của Syria. Thể theo báo cáo của đài quan sát nhân quyền Syria, số người bị thương vong có thể sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày tới, do đang có rất nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ tấn công. Tính cho đến nay vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom này. Được biết thành phố Azaz là một trong những thành trì quan trọng của nhóm phiến quân nổi dậy ôn hòa Free Syrian Army mà thổ nhĩ kỳ đang hậu thuẫn. Nhóm này cũng đã tham gia vào chiến dịch Eurotest SEAL do Ankara khởi xướng vào năm ngoái, nhằm để đẩy lùi các chiến binh khủng bố người Kurd và ISIS ra khỏi vùng biên giới giáp ranh với Syria. Kính thưa quý vị, bản tin buổi tối tiếp theo cho biết, cảnh sát của Anh Quốc đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là khủng bố. Lực lượng an ninh của Anh Quốc vào ngày thứ Sáu 13 tháng 4 bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi âm mưu tấn công khủng bố. Đương sự 27 tuổi, đã bị các cảnh sát viên thuộc cơ quan chống khủng bố của Anh quốc bắt giam tại thủ đô London. Một nguồn tin của chính phủ cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận ai là người đứng sau vụ chỉ đạo âm mưu tấn công khủng bố này. Trong suốt thời gian qua, thì an ninh đã được thắt chặt tại Anh quốc sau khi thủ đô London trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni, viết tắt là ISIS. Đã có trên 5 vụ tấn công khủng bố được ghi nhận xảy ra tại Anh quốc kể từ năm 2017, trong đó bao gồm khu vực Westminster và Manchester. Tổng thống Đài Loan tới thị sát cuộc tập trận trên Biển Đông Tổng thống Đài Loan Thái Văn Anh đã đích thân tới thị sát một cuộc tập trận quân sự trên Biển Đông vào ngày thứ Sáu 13 tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng giữa đảo quốc này và Trung Cộng đang ngày một leo thang trong khu vực. Đây là lần đầu tiên chính quyền Đài Bắc tổ chức một cuộc tập trận hải quân kể từ khi bà Thái Văn Anh đắc cử vào năm 2016. Màn diễn tập nơi trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hải quân Bắc Kinh tổ chức một cuộc triển lãm quân sự lớn nhất từ trước cho đến nay. Giới lãnh đạo Trung Cộng đồng thời cho biết sẽ tổ chức thêm một màn tập trận trên eo biển của Đài Loan, trong bối cảnh Hoa Kỳ tuyên bố sẽ bán vũ khí cho Đài Bắc. Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai của họ trong suốt nhiều năm qua. quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với xuân nam và thí nhung chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến hoa kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình